Ở video này thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về một loại cây cỏ mọc hoang rất là nhiều, đặc biệt là ở những vùng quê, đó chính là cây nhọ nồi. Cây nhọ nồi hay còn có tên gọi là cây cỏ mực hạng niên thảo. Cây nhọ nồi được biết đến như là một vị thuốc nam với rất là nhiều tác dụng hay, được nhân dân ta sử dụng phổ biến trong các phương thuốc dân gian để điều trị một số chứng bệnh đơn giản và thường gặp. Cây nhọ nồi thì thường được phân bố ở khắp các tỉnh từ Bắc chí Nam, nhiều nhất là ở miền Bắc. Miền Bắc thì thường gọi là cây nhọ nồi, miền Nam thì thường gọi là cây cỏ mực, bởi nước bên trong đen như mực. Toàn cây bao gồm lá, thân và rễ thì đều được sử dụng để làm thuốc. Chúng ta có thể sử dụng ở dạng tươi hoặc là khô thì đều được. Các kết quả nghiên cứu cho thấy trong cây nhọ nồi có chứa tinh dầu, tannin, caroten, chất alkaloid và gọi là elephin và chất đắng, tạo nên vị đắng của loại thảo dược này. Theo y học cổ truyền thì cây có vị ngọt, đắng nhẹ, quy vào hai kinh can và thận, có tác dụng là bổ thận âm, trừ huyết lị, dùng để điều trị thận âm hư, kiết lị, đại tiện ra máu, giúp râu tóc đen trở lại. Biểu hiện của chứng thận âm hư là hay bị chóng mặt, ù tai, gò má đỏ, móng tay khô giòn, người nóng, đặc biệt là ở bàn tay và bàn chân, miệng khô, họng háo nước và cơ thể gầy yếu. Dân gian thường dùng cây nhọ nồi để điều trị một số chứng bệnh như sau: dùng làm thuốc để sát trùng, cầm máu, điều trị bệnh vàng da do chức năng gan, chức năng thận bị suy giảm, điều trị chảy máu dạ dày, chảy máu cam, điều trị chứng tóc bạc sớm, giúp râu tóc đen trở lại, điều trị chứng thận âm hư, suy nhược cơ thể, thiếu máu, gầy yếu, điều trị bệnh nấm ngoài da. Hiện nay thì tại Thảo Dược Đức Thịnh đang có cung cấp sẵn cây cỏ mực với nguồn gốc từ tự nhiên, nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi để làm thuốc. Để liên hệ mua cây cỏ mực thì bạn có thể đến các chi nhánh của Thảo Dược Đức Thịnh trên toàn quốc hoặc là gọi đến số hotline bên dưới để được nhân viên tư vấn và giao hàng tận nơi ạ.